Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi mậu thân sinh năm 1968. Đây là video clip em làm về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Có thể nói là đây là một trong những cái tuổi mà em nhận rất là nhiều cái lời yêu cầu từ sau Tết. Thì cũng chia sẻ với mọi người là giữa tháng 12 âm lịch thì cái cổ mình nó bị đau và mình không thể quay những cái video clip để mà nói chuyện dài. Thì lúc đó mình vừa quay là mình vừa sủa rất là gớm, cho nên là mình sẽ không có dám quay. Thì bây giờ là sau Tết thì cổ mình đã lành, thì mình sẽ chia sẻ một loạt những cái tuổi cho mọi người. Và mọi người đừng có nôn nóng, chắc chắn rồi sẽ có tới tất cả mọi người thôi. Mình sẽ tập trung mình làm đẩy nhanh, mình quay mỗi ngày 2-3 clip mình đưa lên rồi mình sẽ cho nó xuất hiện. Thì trở lại với cái tử vi của những người nữ mạng mậu thân sinh năm 1968. Thì cũng như các video trước thì em hay tổng hợp cái thiên tính cũng như là một số cái điểm chính của cái tử vi cả đời đối với tụi các chị. Thì như đã biết các chị gái tuổi mậu thân thì đa phần là những người thông minh. Con khỉ là nó trong cái xếp hạng của các loài động vật thì con khỉ nó chỉ thông minh thua con người thôi. Cho nên là bản tính của những người mà tuổi thân thì nó cũng là như thế, nó rất là giỏi toan tính trong công việc, thường hay là người giỏi về buôn bán tính toán. Một số người thì chỉ lợi dụng cái sự thông minh của mình cho nên là tính cái phần lợi về cho bản thân mình thôi chứ không tính cho người khác ha. Em không nói tất cả, nhưng mà nếu như mà ai mà chơi xấu thì không thể nào chơi xấu hơn được người mậu thân nữ mạng đâu. Họ vấn đề là họ có xấu hay không thôi, tâm họ như thế nào thôi, chứ họ là đủ lém lĩnh, đủ mọi tinh ranh mà chơi gác người khác. Xét về tử vi thì với tuổi thân là kim tương sinh với mạng của các chị là mạng thổ, người ta gọi là tuổi mạng tương sinh. Cũng như là thiên can là chữ mậu, nó cũng là thổ luôn. Người của các chị là thiên can sinh địa chi ha, tuổi tương sinh mạng là thì người đa phần là người tốt số, cuộc sống không có lâm vào cái cảnh túng quẫn. Những người mà mậu thân thì khó có người nào mà cực thân, họ toan tính giỏi cho nên là gọi là cơm áo gạo tiền đó họ không thành vấn đề là họ muốn giàu hay là họ như thế nào thôi. Đường công danh tài lộc thì người mậu thân có một cái dở là tuy là tốt số nhưng lại không phải là những người nữ mạng, không phải là những người có công danh rạng rỡ, nhưng cũng phải nói là trên trung bình ở thời điểm này. Tại vì mọi người biết rồi, cái gì cũng là thông minh ha, biết được nhiều thì dễ gì được nghèo. Vấn đề là họ có cảm thấy đủ hay chưa thôi. Người mậu thân thì cứ muốn kiếm thêm không, đó là cái người mậu thân ha. Do thiên can nắm chữ mậu nên thường lận đận trong tình duyên, cuộc sống dễ gặp sóng gió, thăng trầm. Làm ăn nếu không thuận sanh vào mùa xuân và mùa hạ, đa phần là những người tiền trung vận không nhiều may mắn. Phải là tự thân lập thân là chính, người mậu thân không có đó có nhiều cái sự may mắn ở trong gia đạo ha. Thậm chí là còn phải là gánh vác gia đạo nữa, chứ đừng nói là nhờ vả, chắc nhờ vả thì không được đâu ha. Cũng may nhờ tinh ranh trong làm ăn lại không hoang phí đua đòi xe xua nên tích lũy, đến thời điểm này là thời điểm bắt đầu vào thời gian trung vận thì tài lộc cũng không cần phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên lại là người có máu đỏ đen nên cẩn thận tay trắng khi nhàn rỗi. Các chị là ỷ mình thông minh, ỷ mình giỏi cho nên là hay có máu đỏ đen, người mậu thân ha, nhất là nữ mạng đó. Rồi đó là cái chung của cái tổng quát chung của cái người mậu thân nữ mạng. Thì xét vào tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 thì nó như thế nào? Xét về mạng á, xét về trụ mạng á, là các chị là người mạng đại trạch thổ thì đất nhà lớn đó, thì mạng thổ gặp năm mộc á, là tương khắc, năm nay là bình địa mộc năm Kỷ Hợi, thì là xấu chủ về ốm đau bệnh tật, công việc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nếu như là ở trong ấy
bổn mạng là tướng khắc á, thì các cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình cũng sẽ một phần bị giảm đi cái hiệu năng, và giảm đi hiệu năng thì dễ sinh bất hòa trong anh em, tại vì nó giảm đi nhiều thế. Các chị á, thì may mắn có sao Thái Dương chiếu mạng. Sao Thái Dương là một ngôi sao gọi là phúc tinh, công danh thường là tài lộc thuận phát, gặp nhiều cơ hội tốt để thăng tiến. Tuy nhiên sao Thái Dương thì thuộc hành hỏa, mà đối với mà người mạng thổ thì là hỏa sinh thổ thì nhiều phần lợi ích. Người ta nói Thái Dương chiếu mệnh thì nó là một cát tinh, bên nữ giới gặp sao này chiếu mạng thì có nhiều hân hoan, có bạn hữu giúp đỡ về tiền bạc hay là ăn được nhiều thuận lợi. Người mà nữ mạng mà gặp sao Thái Dương chiếu mạng á, thì không phải xa người nào cũng tốt, nhưng mà người mệnh thổ thì tốt, tại vì nó là hỏa sinh thổ như đã nói ở trên ha. Tuy nhiên sao Thái Dương kỵ cho nữ, nhất là các cái người mà tuổi của các chị là tuổi Thân á, thì kỵ vào cái tháng Hợi, tức là tháng 10 á, ngay cả luôn cả tháng 7 âm lịch và tháng 10 âm lịch, thì tháng tuổi thì nó sẽ có những cái điều mà không có ngon lành lắm, cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Rồi đó là về sau. Còn hạn của năm á, là hạn địa võng. Địa võng thì nó nhiều việc lo toan. Hạn địa võng thì thường là nó ảnh hưởng đến gia đạo, công việc có nhiều chuyện rối rắm, tinh thần thường phải vướng bận suy nghĩ nhiều. Các chị này thì toan tính giỏi lắm, cho nên là cứ suy nghĩ miết thôi, không biết là suy nghĩ cái gì, nhưng mà cứ lúc nào cũng muốn mình suy nghĩ. Rồi vận niên của năm Kỷ Hợi đối với người Mậu Thân của các chị là một vận niên khá tốt, đó là vận niên dê về suối, khá tốt. Có thể nói là cái vận niên mình cứ hiểu nôm na là con dê nó được về suối, nó uống nước khá ngon lành, không may thì nó tưởng tượng như là mình là trôi chảy mọi việc và không mấy lo lắng về tiền tài. Công danh thì có nhiều triển vọng nếu mà làm ở trong con đường quan vận. Còn kinh doanh buôn bán thì cũng gặp dịp phát tài, gặp được nhiều mà cái cơ hội may mắn đang chờ đợi ở phía trước, có nhiều tin vui trong gia đình, cưới gả, thêm người thêm của. Nhưng cũng nên biết, các chị cũng nên biết rằng là mình đang ở trong cái năm mà mộc nó khắc thổ của các chị, cho nên là nó cũng sẽ phần nào khắc chế bớt cái vận niên này. Đừng quá tham lam mà vung tay quá tráng ha, cẩn thận. Rồi thiên can á, thì mậu kỷ, thiên can mậu gặp kỷ thì là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, tiền bạc làm ra thì cũng đủ chi tiêu, không có gì quá lớn. Mậu kỷ thì cùng là hành thổ, cho nên là rất tốt đẹp cho cái người thổ. Địa chi là Thân Hợi, địa chi Thân Hợi gặp năm Hợi là lục hại, dần Thân Tỵ Hợi, Thân Hợi là lục hại, Thân Hợi là lục hại, chủ về làm ăn thì gặp cái sự cạnh tranh, gia đạo sẽ có người làm cho các chị buồn phiền, và đặc biệt là những người mà thân tính trong cái việc các mối quan hệ làm ăn rất là dễ phản trắc ở trong cái năm mà bị lục hại ha. Đó là cái chung, có thể nói là cái vỏ bên ngoài của cái tử vi đối với tử vi hai Kỷ Hợi đối với tuổi Mậu Thân của các chị. Thì bây giờ mình phải xét coi là đo sao tính mạng coi thì nó như thế nào. Thì trước hết đó là mình nếu mà muốn xét tổng thể thì mình phải xét về tứ trụ. Về tứ trụ thì với Thiên Thuận thì công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, có người ủng hộ giúp đỡ, tài lộc thăng tiến với Thiên Thuận. Nhưng là về tứ trụ thì có Thiên Thuận nhưng mà địa thì bị địa hao, gia đình tình cảm có nhiều chuyện lo âu, phải rối rắm, gây ra tốn hao cho các chị, cho nên là cẩn thận ha. Có thể là cưới gả con cái gì đó, cho nên là mình phải lao tâm khổ tứ. Các chị là người toan tính mà, cho nên là tính kỹ lắm ha. Rồi sao hạn vận niên, vận thế thì là rõ ràng là tốt đẹp,
rõ ràng như nãy trên phân tích đó, báo hiệu một năm cuộc sống gặp nhiều may mắn về tài lộc ha. Nếu có đi xa thì thậm chí là có sẽ có thu lợi nhuận, không có việc gì phải quá lo lắng ở trong năm này, dù rằng là năm mạng bị là thổ bị mộc nó tương khắc. Tuy nhiên là can kỷ của năm này nó thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ vượng, gốc thì mộc nhưng mà nạp âm ngũ hành thì thổ rất vượng, cho nên là tốt đẹp cho người mệnh thổ. Năm nay mà các chị dính tới thổ là các chị sinh tài lộc tương đối. Tuy nhiên năm năm này thì đối với dướng vào cái tứ trụ địa hao thì các chị cần quan tâm nhiều hơn đến gia đình các con, thì sẽ có người gây phiền hà cho các chị, hao tốn chứ không phải là không có việc gì ha. Tốt cái này thì cũng có mặt khác nó xấu, chứ không phải mặt nào thì nó cũng tốt. Còn xét về mặt tử vi thì tiểu vận của năm thì theo tính toán là đi vào sinh địa, thì như đã biết là khi mà tiểu vận đi vào sinh địa thì nó có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng nó sẽ ngăn chặn những cái điều xấu của các cái sao hạn gây ra. Các chị thì đang trong cái đại vận 10 năm, tức là từ năm 45 tuổi tới năm 54 tuổi, đó là thời gian mà sự nghiệp vượng phát, may mắn, vững vàng. Năm Kỷ Hợi được tiểu hạn, được cái tiểu hạn đi vào sinh địa nữa thì đại vận lại càng tốt đẹp hơn. Cho nên là có thể nói là thắng lợi, nghe thấy báo là thấy vui ha. Còn xét coi thử ở bên trong nó sẽ thế nào. Cung tiểu vận thì đặc biệt có hóa lộc tọa thủ, tài lộc thì thăng tiến dễ dàng, mưu sự chuyện lớn cũng rất là dễ thành công. Nếu các chị làm việc ở cái môi trường mà ở quan vận hoặc là những cái môi trường mà cần phải lên chức thì rất là được năm, có thể là được trọng dụng, có dịp phát huy khả năng, có thể thay đổi chức vụ lớn hơn, tốt đẹp hơn, danh tài đều tăng. Thì với thiên mã ngộ trường là một cái đường gọi là thanh văn đắc lộc, đại lộ hanh thông, con đường sự nghiệp gặp thời thăng tiến. Nếu ở ngành kinh doanh thương mại thì có thể nói là một năm có thể thu về nhiều lợi nhuận, cơ ngơi mở rộng, đông đảo khách hàng. Hạn được chú ý bởi vận niên là Dương Hồi Ngạn thì như đã nói ở trên, thì cái vận niên Dương Hồi Ngạn sẽ tốt cho các chị, có nhiều cái dễ dàng, có thể nói là năm này các chị dễ làm chơi ăn thiệt lắm mà nha. Nếu không thì nếu không phải là các chị là người vượng phát thì cũng là vượng nhờ chồng con vượng phát mà đưa tài lộc đến cho mình, cái điều đó là một điều tích cực. Tử vi tuy nhiên nó cũng có là thất sát ở trong cung nọ, thì ở đây người ta gọi là ngưỡng đầu lâm nguy, mọi việc khó khăn mà ở ban đầu thì cũng sẽ được từ từ giải quyết ở trong cái năm này. Thí dụ như là cái năm vừa rồi hoặc là cái năm trước đó mà các chị gặp trục trặc của cái việc gì đó, thì năm này cái việc đó sẽ được xử lý, cái việc đó được tạo điều hanh thông mà vượt qua. Bên cạnh đó các chị cũng có một số phá tinh hộ chiếu, cho nên là không thể nào mà tránh khỏi cái lời ra tiếng vào của cái người xung quanh, đặc biệt là những cái người mà nhỏ tuổi hơn là lính tráng của mình. Nhưng với lại tứ long cách đó, long trì phượng cát hoa cái bạch thổ lưu chiếu thì không có thể có ai hãm hại các chị được ở trong cái năm này. Người nào hại mình thì sẽ gặp lại ngay cái việc khó khăn liền. Mọi việc xấu ác sẽ như gió thoảng qua, không ảnh hưởng đến cái bổn mạng cũng như là cuộc sống của các chị khỏi phải lo. Cung mệnh thì có câu dảo và thái âm, cuộc sống thường sinh chuyện rối rắm phiền lòng, nhưng chủ yếu là ở trong cái gia đình. Đừng nên có câu dảo và thái âm mà đi chung thì đừng nên nuôi ý hại người để trả thù, vì như vậy thì tác hại của mình sẽ nặng hơn. Mình cứ ai hại mình thì thôi kệ, cười cho qua, thì người đó sẽ bị nặng, nhưng mà mình mang ý là mình phải trả thù bằng mọi giá
thì cái giá mình trả cũng không nhỏ đâu ha. Đặc biệt đó là tử vi thì có hóa khoa ở trong cái hàng, mà như đã biết đó, thì hóa khoa là một cái phúc tinh và còn gọi là đệ nhất, mà hóa giải các cái tinh quân xấu ở trong cuộc sống, có khả năng ngăn chặn hung họa, đem lại nhiều may mắn cho người sở hữu cái hóa khoa ở trong trong hàng. Cho nên là có thể nói là các chị coi như hổ mọc thêm cánh. Như cũng như đã nói là các chị là phải nói trắng ra là các chị là người thích chơi ghét người ta, hoặc là không có nghĩ cái hậu quả, mình chỉ làm là mình trên hết. Thì năm nay mình có được nhiều thuận lợi, mình cũng đừng có đè thiên hạ quá ha, lỡ lâu đâu thì qua hết cái năm này qua năm tới mình xấu người ta đè lại là chết ha. Cho nên là cần cẩn thận, về lâu về dài nó vẫn hay hơn. Cung tài bạch thì có thiên trù hóa lộc, lưu hạn, đây là một trong những cái điều rất là tốt đẹp, tiền bạc sẽ không phải lo nghĩ. Tuy nhiên là nó cũng đi kèm với lại tiểu hao, thì là tiền bạc cũng sẽ phải có chi tiêu hao tốn, chứ không phải là cứ vô không ha, cái gì ăn cũng phải ẻ, chứ không phải ăn xong mà không ẻ là coi chừng ha. Đó, em thì nói một cách rất là gọi là gì, đời thường, chứ không có gọi là làm khó mọi người ở trong cái tử vi, cho nên là em nói nó hơi mất vệ sinh nên mọi người đáng chịu nha. Nhìn chung thì rõ ràng đó là từ sao hạn đến tử vi thì cái năm Kỷ Hợi 2019 là tốt nhiều xấu ít. Các chị không mấy khổ công mà tài lộc thì vẫn dồi dào. Tuy vậy đừng quá chạy theo danh lợi mà lơ là cái việc gia đạo như đã nhắc ở trên. Năm 2019 với địa hao thì các chị cũng phải tốn kém nhiều vì gia đình. Dù sao đây là cũng một năm rõ ràng tốt đẹp đối với tử vi về nhiều mặt của các chị. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành và luận giải thì can kỷ của năm Kỷ Hợi là thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, cho nên là thổ sẽ vượng. Cho nên, chính vì thổ vượng sẽ tốt cho cái người mệnh thổ của các chị. Công việc làm ăn thuận lợi, sức khỏe tốt, dù có ốm đau đi nữa thì cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Ngon lành á, thấy có êm á. Em thấy là em mà nếu mà được năm mà tuổi tốt như vậy thì em cũng mừng lắm á. Làm ăn mình sẽ đỡ lo lắng ha các chị. Rồi, về mặt đó là về mặt công việc, còn về mặt tình cảm và gia đạo thì nó như sau. Năm Kỷ Hợi á, với địa sinh xuất như đã nói ở trên, gia đình là vấn đề mà sẽ khiến các chị phải lo toan buồn phiền. Tiền bạc tốn hao nằm ở chỗ này chứ không phải là trong công việc và mất mát, cho nên là cẩn thận với những người thân. Các chị là người thông minh, vốn dĩ giỏi ứng biến xoay sở, cho nên là cũng dễ thông cảm với chồng con, nên gia đạo vẫn không có gì biến động quá lớn. Phải nói rằng người mẫu thân rất là giỏi ứng biến, rất là giỏi mềm dẻo ở trong cái mềm nắng rắn buông, thì như vậy thì sẽ kéo cái gia đạo của mình nó đi theo cái chiều hướng tích cực ha. Tử vi có thất sát phi liên tham lan và phượng cái hội nhập thì dễ sinh bất hòa với người thân, có thể người thân làm cho những điều trái ý kịch lộc, cho nên là nhất là những người mà dưới 25 tuổi, nhà chị nào có dưới nào 25 tuổi mà làm chuyện buồn phiền thì cái đó là do cái năm thôi chứ không phải là tại nó đâu, bình thường nó cũng tốt đẹp lắm. Tại vì người mẫu thân là biết cần nắm ở chỗ nào và biết cần buông ở chỗ nào, cho nên là con cái rất là nghe lời, không nghe lời cũng được ha, nói vui vậy chứ còn là không nghe lời cũng không xong đâu, mẫu thân mà. Theo tử vi thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi cũng khó tránh khỏi một vài bất an trong gia đạo. Tử phù đáo hạn thường báo hiệu có chuyện buồn, tử phù đi với lại tai môn thì rất có dễ có chuyện tan chế và có tan ở trong gia đạo của mình, đặc biệt là những người lớn, thậm chí là con cái hoặc là những người gia đạo thân của mình gặp chuyện rắc rối khác khiến tình cảm của các chị có phần chao đảo, buồn nhiều hơn là vui. Nói chung là nãy giờ tóm lại là phần gia đạo sẽ làm các chị không thoải mái ở trong năm này, chứ còn về làm ăn thì không sao. Tuy nhiên là hy vọng với hóa khoa và vũ khúc tấu thơ hoa cải cùng nhập hạn
các chị lại cũng có được cái niềm vui an ủi nơi con cháu, thậm chí là có được cái hỷ thần đi chung mệnh thì sẽ có cưới gả hoặc là thêm con thêm cháu. Thậm chí là một số đứa các chị kỳ vọng nhiều thì nó sẽ đem lại cái niềm vui về sự nghiệp, về công danh của nó. Và cái điều đó là một tốt đẹp ha. Còn đối với các chị mà rõ ràng mà đang ở trong tình trạng độc thân ấy, thì năm nay công việc làm ăn thì không vấn đề, nhưng mà quan hệ tình cảm thì thường sinh điều trái ý nghịch lộc. Năm nay mà dính vào tình cảm thì coi chừng rắc rối, dướng vào tình tay ba mà khó khăn ha, nhất là những người nhỏ tuổi hơn mình. Còn về mặt sức khỏe thì của năm thì can chi của năm tất cả mọi thứ đều tốt, chỉ có mạng là bị năm tương khắc. Tuy nhiên là như đã nói là năm này là năm thổ vượng, tuy tương khắc nhưng mà không làm cho các chị quá e ngại về cái chuyện mà tai nạn bản thân. Tử vi có mã ngộ kình, tức là thiên mã ngộ kình dương, thì nên đi xa, nên cẩn thận. Cái đó là về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019. Đối với tuổi của các chị nó như thế, nó cũng có khá nhiều điều tích cực, nhất là các chị trong cái vấn đề làm ăn, mà những cái điều này mà là các chị quan tâm hàng đầu. Các chị là người giỏi làm mình. Và tuy vậy thì năm nay nên để ý cái phần gia đạo. Thì như đã nói ở trên thì em có làm luôn cả vận hạn 6 tháng đầu năm, thì em sẽ ứng vào đó để cho mọi người biết rằng tháng nào tốt và tháng nào xấu, xấu cái gì, tốt cái gì mà không biết. Đầu tiên hết là tháng Giêng, là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Bính Dần, một tháng gốc hỏa. Như vậy xét về mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cho các cái phúc tinh và tài tinh được phát huy tác dụng tối đa. Thiên can là chữ Bính với chữ Mậu, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Rõ ràng là êm, công việc sức khỏe ngon. Tuy nhiên phần địa chi thân với dần là thuộc nhóm lục xung, dần thân lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi với nhau, cho nên là gia đạo, cái phần cái trụ của tháng, cái trụ địa chi thường ảnh hưởng với phần gia đạo không thuận lợi, và kéo theo cả các mối quan hệ làm ăn xã giao đôi khi mình không có được thoải mái. Chưa gì là quốc cái tháng là thấy địa chi không êm mà ha. Các chị đã trải qua tới nay là 25 tháng 1 rồi thì các chị cũng thấy rằng nó cũng có cái nó cũng khá đúng ha. Rồi tháng 2 âm lịch là tháng Đinh Mão. Xét về trụ mệnh thì tháng 2 cũng giống tháng 1 là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh đại tinh được hưởng lại. Rồi tiếp đến là thiên can Đinh Mậu. Đinh và Mậu thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa, Mậu là thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành là được tương sinh về thiên can, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi thân với Mão là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tư khắc. Tháng này thì bổn mạng được tương sinh, thiên can ảnh hưởng đến công việc thì được nạp âm ngũ hành tương sinh có tài lộc, địa chi không vấn đề, tháng hai tốt đối với các chị. Thì các chị chờ xem ha. Tiếp tục là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Mậu Thìn. Như vậy mệnh sẽ là mệnh mộc, mộc sẽ khắc thổ, bản mệnh bị tháng tương khắc, cẩn trọng sức khỏe, tai nạn xe cộ, cần cẩn trọng. Thiên can thì chữ Mậu nó cùng hàng công việc và các mối quan hệ trong xã hội sẽ tiếp tục làm thuận lợi, có tài lộc đối với tụi các chị. Địa chi rất là tốt đẹp, thuộc nhóm tam hợp thân tí thìn. Thì người ta nói tam hợp còn hóa giải được tam tai, tam hợp tháng tuy nó không nặng, nó không mạnh như là tam hợp năm, nhưng mà rõ ràng là nó cũng có cái phần lợi, đặc biệt là gia đạo rất là vui vẻ, công việc thậm chí nhờ được cái tam hợp này mà ảnh hưởng tốt. Như vậy thì tháng 3 chỉ cần phải để ý cái bộ mạng mình chút xíu nếu có đi xa. Rồi tiếp đến là tháng 4. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ thì là cũng giống như tháng 3 và tháng 1, mệnh cũng phải giống như tháng 3, cần cẩn trọng một chút xíu với cái mộc khắc thổ. Thiên can Mậu Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ,
Mậu Kỷ thì đều thuộc thổ ha, rất tốt cho cây người mệnh thổ. Công việc ngon, thấy không, từ này, từ tháng 1 cho tới này công việc không có gì tương khắc hết. Địa chi thì là thân tỵ, à người ta nói là dần thân tỵ hợi, thân tỵ là sát nhau trong 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 tứ hành xung, là cái dần thân, nhưng mà đặc biệt của cặp thân tỵ này á, nó sát nhau trong tứ hành xung, tuy nhiên nó lại là cặp lục, cặp địa chi lục hợp, à ha, nó tiếp tục là đem đến nhiều may mắn trong gia đạo cũng như công việc làm ăn, chứ không phải là lục xung như là ông dần với ông thân ha. Cho nên là nhiều người không có hiểu vấn đề ở chỗ này lắm. Nhiều người cứ nói ủa sao mà tứ hành xung mà lại là tháng tốt? Không, tháng này, tháng 3, tháng 4 thì rõ ràng chủ yếu là vẫn về sức khỏe và cái bổn mạng của mình. Còn lại công việc và địa chi, thiên can và địa chi đều tốt đẹp, thậm chí là có lợi nữa cho làm ăn. Rồi tiếp đến là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi là một tháng canh ngọ. Tháng canh ngọ thì là thuộc thổ, như vậy mệnh là thổ đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục là một tháng công việc tốt đẹp, không có vấn đề. Nạp âm ngũ hành của mậu là thổ, nạp âm ngũ hành của canh là kim, có thể nói là thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim, thậm chí là có tài lộc nhưng không quá lớn đâu. Địa chi ngọ thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương khắc nhau. Như vậy thì tiếp tục là một tháng ok, không có gì tương khắc, cũng không có gì là quá nặng nề. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, một tháng tiếp tục là tháng thổ, mệnh cũng sẽ giống tháng 5, thổ đồng hàng, sức khỏe bổn mạng ok, không vấn đề. Tháng 3, tháng 4 thì cần phải để ý cái bổn mạng mình chút xíu, và tháng 5, tháng 6 thì rõ ràng là ngon lành. Thiên can tân mậu thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì thuộc kim, ha, mậu thì thuộc thổ, thì cái thiên can của cái tháng 6 cũng giống như tháng 5, tốt đẹp, thậm chí sinh tài lộc, nhưng mà tháng 5 này có cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Địa chi mùi thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có sự khác nhau, tốt đẹp về gia đạo. Như vậy thì tổng hợp 6 tháng đầu năm các chị cũng thấy rằng công việc không có việc gì ảnh hưởng, tại vì cái chủ thiên can của tháng là ảnh hưởng nhiều đến công việc, không có quá cái gì mà khó khăn, cũng giống như cái tổng thể của năm. Thì cái tổng thể của năm thì nó cũng lấy từ cái chi tiết này để nó lên thôi. Tổng thể của năm là công việc ok, tuy nhiên phần địa chi thì có một chút vấn đề. Trong 6 tháng đầu năm thì phải để ý nhất là tháng 3 và tháng 4 vốn bổn mạng của các chị nó không được tốt đẹp cho lắm, còn lại là tốt đẹp ha. Với cái sự tốt đẹp cả về sao, mệnh, vận niên ha, rồi cộng với cái vận hạn 6 tháng đầu năm, hy vọng rằng các chị sẽ lợi dụng nó mà kiếm được tiền tài, thoải mái trong công việc và mọi thứ. Để ý nhất là cái tháng đầu năm là cái tháng giêng, và cũng còn có 5 ngày nữa đã hết rồi, thì cái vận hạn cũng nó sẽ tốt đẹp hơn. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi của người mậu thân 1968 nữ mạng đối với năm Kỷ Hợi 2019. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Nếu như ai xem cái video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi mậu thân được biết mà ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video tiếp theo về tử vi của mọi người mà ứng dụng vào cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.